Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức 24 giờ TV. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình dịch Covid-19 trong nước và thế giới có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem bản tin của chúng tôi ngay sau đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Cho bản tin mới nhất về dịch Covid-19 hôm nay, mời quý vị đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Việt Nam ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục với 78 ca mắc mới, trong đó có tới 65 ca nhiễm cộng đồng. Đà Nẵng phát hiện thêm 6 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Vĩnh Phúc tiếp tục ghi nhận thêm 4 người dương tính với nCoV. Đắk Lắk phát hiện nữ nhân viên thẩm mỹ dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hà Nam có thêm một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc để làm rõ trách nhiệm trong phòng chống dịch. Cảnh báo ca mắc Covid-19 đi hàng loạt địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt có 179 F1. Thành phố Hồ Chí Minh cách ly tập trung người tới từ 17 địa điểm. Xa xa cảnh người Ấn Độ quay cuồng tìm phao cứu sinh trên mạng xã hội. Nguy hiểm, hai quốc gia Đông Nam Á đối mặt nguy cơ bùng nổ ca nhiễm Covid-19. Sau đây kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, Việt Nam ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục với 78 ca mắc mới, trong đó có tới 65 ca nhiễm cộng đồng. Bộ Y tế cho biết tối ngày 8 tháng 5 ghi nhận 78 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 65 ca lây nhiễm cộng đồng ở 13 tỉnh thành và 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh 1, Hà Nội 4, Cần Thơ 3, Hồ Chí Minh 1, An Giang 3, Đà Nẵng 1 và 65 ca ghi nhận trong nước tại Quảng Ninh 1, Bắc Giang 1, Hưng Yên 3, Hà Nội 22, Hải Dương 1, Bắc Ninh 17. Thái Bình 1, Vĩnh Phúc 7, Hải Phòng 1, Huế 1, Đà Nẵng 8, Nam Định 1, Quảng Nam 1. Như vậy, Hà Nội là địa phương có số ca mắc mới cao nhất, trong đó ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung Đông Anh có thêm 10 người và 4 bệnh nhân đang điều trị tại viện. Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều có thêm một bệnh nhân COVID-19, người này từng điều trị tại khoa gan mật tụy. Các trường hợp còn lại của thành phố là F1 đã được cách ly tập trung. 6 tỉnh ghi nhận F1 có kết quả dương tính gồm Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương. Nhiều tỉnh có ca mắc liên quan ổ dịch tại bệnh viện cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội là Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Phòng. Ca bệnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nữ 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, từng đến Đà Nẵng đã chủ động khai báo y tế. Một bệnh nhân ở huyện nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng có tiền sử dịch tễ liên quan ổ dịch ở Đà Nẵng. Từ 27 tháng 4 đến tối ngày 8 tháng 5, Việt Nam phát hiện tổng cộng 241 người mắc COVID-19. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là ổ dịch COVID-19 lớn nhất cả nước với 75 ca. Chùm ca bệnh tại Bệnh viện ca đang có xu hướng tăng lên và lan ra nhiều tỉnh thành. Hiện tại, 23 tỉnh, thành phố ghi nhận người nhiễm nCoV, trong đó ổ dịch lớn nhất là Hà Nội. Cùng ngày, Bộ Y tế cũng công bố Việt Nam có thêm 13 người mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh 1, Hà Nội 4, Cần Thơ 3, Thành phố Hồ Chí Minh 1, An Giang 3, Đà Nẵng 1. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 42.293. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong ngày có thêm 42 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi 2.602 trường hợp, 35 ca tử vong. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 64 trường hợp âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Đà Nẵng phát hiện thêm 6 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo, thành phố ghi nhận thêm 6 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong nước. Trường hợp thứ nhất là anh NDK, bảo vệ tại công ty thẩm mỹ Amida, sinh năm 1996, trú tại đường Thái Thị Bôi, tổ 49, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 5, anh NDK được Trung tâm Y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ hai là chị NTDT, nhân viên thẩm mỹ Việt Amida, sinh năm 1995, trú tại đường Hoàng Thế Thiện, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 5, chị NTDT được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ ba là chị NTLD, nhân viên phòng hành chính, nhân sự, thẩm mỹ Viện Amida, sinh năm 1986, đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 5, chị NTLD dự phòng khám đa khoa thiện nhân, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ tư là anh NVP, nhân viên marketing thẩm mỹ viện Amida, sinh năm 1998, trú tại đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Liên triều lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ 5 là chị L.Q.H bán hàng online tại nhà, sinh năm 1995, trú tại An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ 6 là bà GTC sinh năm 1939, trú tại đường Ông Ích Khiêm, tổ 50, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, Sở Y tế Đà Nẵng nhanh chóng triển khai điều tra các yếu tố dịch tễ, quá trình di chuyển tiếp xúc của các bệnh nhân, truy vết cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với các ca F0, các trường hợp có tiếp xúc với F1 và các trường hợp có liên quan theo đúng quy định. Chuyển sang tin tiếp theo, Vĩnh Phúc tiếp tục ghi nhận thêm 4 người dương tính với nCoV. Đây là thông tin cập nhật từ Tổ truyền thông Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 16 giờ ngày 8 tháng 5. Ngoài ra, tỉnh có 30 mẫu bệnh phẩm có kết quả nghi ngờ, 1.065 mẫu đang được xét nghiệm. Liên quan các ca bệnh được ghi nhận thời gian qua, 14.323 trường hợp tại địa phương này đang được cách ly tập trung tại nhiều cơ sở khác nhau. Vĩnh Phúc ghi nhận ổ dịch liên quan hai địa điểm đó là Ba Sunny, Phúc Yên, Vĩnh Phúc và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hoa Sen, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tỉnh kích hoạt toàn bộ hệ thống sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp nhiều cơ quan chức năng để điều tra, giả soát, cách ly, xét nghiệm người liên quan, yêu cầu người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế tin tiếp theo, Đắk Lắc phát hiện nữ nhân viên thẩm mỹ dương tính lần một với virus Sars-CoV-2. Tối ngày 8 tháng 5, trao đổi với phóng viên, bà Hờ Jim Kado, phó chủ tịch ubnd tỉnh Đắk Lắc xác nhận trên địa bàn tỉnh ghi nhận một trường hợp dương tính với Sars-CoV-2. Hiện bệnh nhân này có triệu chứng ho, viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên đã lấy mẫu xét nghiệm PCR. Đồng thời, ngành y tế ra soát các trường hợp tiếp xúc với kf1 này. Bà Hờ Jim thông tin. Bệnh nhân là chị CTTT, sinh năm 1998, ngụ huyện Crono Đắk Nông, là nhân viên thẩm mỹ quốc tế Amida. Theo khai báo y tế sáng ngày 2 tháng 5, chị T tham gia cuộc họp tại thẩm mỹ Amida số 539 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng, với khoảng 40 người, trong đó có bệnh nhân mắc COVID-19 số 3.131. Từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5, chị T. đi làm, sinh hoạt, đi chợ, ăn uống tại nhiều địa điểm tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 5, chị T cùng bạn là TMT, sinh năm 1998, ngụ phòng trọ đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đi ô tô về thành phố Buôn Ma Thuột và có ghé lại nhiều địa điểm để ăn uống. 23 giờ cùng ngày, chị T cùng bạn về nhà trọ có tiếp xúc với một số người thân. Sáng ngày 7 tháng 5, chị T và bạn tới trạm y tế phường Tân Thành khai báo y tế rồi về lại phòng trọ trên đường Mai Hắc Đế và có dấu hiệu bị ho. Tối ngày 7 tháng 5 viết thông tin bệnh nhân 3131 là người mình từng tiếp xúc dương tính với SARS-CoV-2 nên đến trạm y tế phường Tân Thành khai báo và được đưa đi cách ly. Qua kiểm tra, T đo thân nhiệt 37,3 độ, ít ho, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và sau đó kết quả chính thức dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành phong tỏa tạm thời trạm y tế phường Tân Thành và ngành y tế đang tiến hành truy vết những người từng tiếp xúc với bệnh nhân. Chuyển sang tin tiếp theo, Hà Nam có thêm một bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết ngày 8 tháng 5, Hà Nam ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tên là NTI, sinh năm 1960, hộ khẩu ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân NTI là mẹ đẻ của bệnh nhân, 2 đã di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trước đó. Ngày 7 tháng 5, bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm có kết quả nghi ngờ. Ngày 8 tháng 5, bệnh nhân tiếp tục làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly ngay từ đầu và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến Bạch Mai, cơ sở 2 tại Hà Nam. Như vậy, đây là bệnh nhân thứ 16 liên quan ổ dịch trên địa bàn xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam liên quan đến ca bệnh COVID-19 từ ổ dịch Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều mới ghi nhận trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ngày 8 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc tổ 3, thị trấn Quế, gồm 55 hộ, tương ứng 163 nhân khẩu, và một khu vực thuộc thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, gồm 20 hộ, tương ứng 60 nhân khẩu, đều thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, để phòng chống dịch COVID-19. Thời gian cách ly đối với hai khu vực này là 21 ngày, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 8 tháng 5 năm 2021. Chuyển sang tin tiếp theo, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để làm rõ trách nhiệm trong phòng chống dịch. Ngoài Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc còn vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên. Cụ thể ông Hùng bị tạm đình chỉ để kiểm tra làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, hai trưởng công an cấp xã, hai cán bộ cơ sở bị tạm đình chỉ. Các lãnh đạo này được cho là đã chậm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trước đó, Thường trực Thành ủy thành phố Vĩnh Yên thống nhất quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Khai Quang từ 7 giờ 30 ngày 6 tháng 5 đến hết ngày 8 tháng 5 do lơ là thiếu trách nhiệm chưa tự giác thành khẩn nhận trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Tin tiếp theo cảnh báo ca mắc Covid-19 đi hàng loạt địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt có 179 F1. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng thông báo những người đến 10 địa điểm tại thành phố Đà Lạt liên quan ca mắc Covid-19 ở Bắc Ninh. Theo báo cáo nhanh NBV, bệnh nhân số 3141, ngụ tỉnh Bắc Ninh, có kết quả dương tính vào ngày 7 tháng 5. Qua khai thác yếu tố dịch tễ, bệnh nhân này trước đó có đi du lịch tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Ngành y tế Lâm Đồng truy vết các ca tiếp xúc từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5. Trong gần 3 ngày ở Đà Lạt, bệnh nhân này khai báo các mốc dịch tễ nhớ được tại 10 địa điểm mà bệnh nhân đã lưu trú và tham quan, sử dụng các dịch vụ Cụ thể bệnh nhân 3141 đến cung điện ánh sáng, địa chỉ 222B Mai Anh Đào, phường 8 Đà Lạt, nông trại chó Puppy Farm, trại cừu phường 7, cà phê Thiên Mộc Trinh, Đống Đa, phường 3, quảng trường Lâm Viên, chùa Linh Phước, trại mát Đà Lạt, chợ đêm thành phố Đà Lạt, gôn Đà Lạt cà phê, 14 Đống Đa, phường 3 Đà Lạt. Bệnh nhân lưu trú tại khách sạn Hoàng Quân, 9 trên 1 Nguyễn Văn Cừ, phường 4 Đà Lạt, từ ngày 2 tháng 5 đến 8 giờ 30 ngày 5 tháng 5. Sau đó bệnh nhân đi chuyến bay VL-1572 ghế 36G, 36F lúc 8h30 ngày 5 tháng 5 từ Đà Lạt về Hà Nội. Qua truy vết, cơ quan chức năng xác định 179 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh. Hiện 179 trường hợp này được cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đến các địa điểm này và mốc thời gian trên chủ động đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế. Tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh cách ly tập trung người tới từ 17 địa điểm. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh SCDC cập nhật phương án giám sát theo dõi người từ các địa phương về địa bàn. Theo đó, người từng tới 17 địa điểm thuộc Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Yên Bái cần áp dụng biện pháp cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Đối với người từng đi qua khu vực thành phố Hà Nội, SCDC yêu cầu cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp từng tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xã Kim Trung Đông Anh từ 14 tháng 4, Bệnh viện Ca Tân Triều Thanh Trì từ ngày 6 tháng 4, xã Tô Hiệu huyện Thường Tín từ ngày 3 tháng 5, xã Kim Trung huyện Đông Anh từ ngày 3 tháng 5. Những trường hợp từng tới Đà Nẵng cần cách ly tập trung gồm người tới khách sạn Phú An Hải Châu từ ngày 29 tháng 4, Ba Niu Phương Đông, Thuận Phước Hải Châu, từ ngày 28 tháng 4, khách sạn Mường Thanh đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 29 tháng 4. Tính đến ngày 8 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 266 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 241 người đã khỏi bệnh, 25 người tiếp tục được điều trị. Ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng mới nhất trên địa bàn được công bố hôm 29 tháng 4, người này từng ăn uống với bệnh nhân tại tỉnh Hà Nam. Từ 18 giờ ngày 3 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động massage sông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp phim, trò chơi điện tử. Ngày 7 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà, gym, yoga, trung tâm nhà hàng tiệc cưới, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo hình thức buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức. Ngoài ra, các sự kiện tập trung trên 30 người nơi công cộng cũng không được tổ chức. Tin tiếp theo, xót xa cảnh người Ấn Độ quay cuồng tìm phao cứu sinh trên mạng xã hội. Quý vị thân mến, khi làn sóng COVID-19 mới tràn qua Ấn Độ và bóp nghẹt hệ thống y tế của nước này, nhiều người dân đã tìm tới Twitter trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm kêu gọi mọi sự giúp đỡ từ bộ xét nghiệm cho đến bình oxy. Kể từ khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh trở nên tồi tệ vào tháng 4, những lời cầu xin giường bệnh, oxy, máy thở, thậm chí là bộ xét nghiệm COVID-19 xuất hiện tràn lan trên các tài khoản Twitter của người dùng Ấn Độ. Tình trạng thiếu hụt đặc biệt nghiêm trọng ở thủ đô New Delhi. Chỉ cần theo dõi qua mạng xã hội Twitter ở Ấn Độ trong vòng 30 phút là có thể thấy rằng cuộc sống khủng hoảng tại quốc gia Nam Á này hiện đang nghiêm trọng tới mức nào khi mà số lượng yêu cầu dường như kéo dài bất tận. Vào ngày 27 tháng 4, trong khoảng thời gian 16 đến 16 giờ 30 theo giờ địa phương, trung bình cứ 30 giây lại có dòng tweet với hashtag SOS hoặc chứa từ khẩn cấp liên quan cuộc khủng hoảng COVID-19. Tuy nhiên, những lời kêu cứu trên Twitter mới chỉ cung cấp một góc nhìn nhỏ về những gì đang xảy ra tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới, nơi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang bị chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng COVID-19. Mặc dù Twitter không được sử dụng rộng rãi như Facebook hay WhatsApp ở Ấn Độ, nhưng ứng dụng này chứng tỏ là một công cụ hữu ích trong thời kỳ đại dịch. Nguyên nhân chủ yếu là do chức năng retweet, chia sẻ lại bài đăng của người khác trên Twitter, cho phép lan tỏa nhanh chóng những lời kêu cứu thông qua mạng lưới liên lạc của người dùng. Twitter đang phải làm những gì mà lẽ ra đường dây nóng hỗ trợ của chính phủ cần làm? Người dùng Twitter Karan Singh viết. 1,57 triệu ca nhiễm mới trong một tuần Thưa quý vị, Ấn Độ ngày 7 tháng 5 tiếp tục xác lập kỷ lục với COVID-19 khi ghi nhận 414.188 ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong tăng thêm 3.915 trường hợp. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ lên tới hơn 21,4 triệu người, còn số ca tử vong cũng vượt 234.000 trường hợp. Chỉ tính riêng trong tuần qua, Ấn Độ có thêm 1,57 triệu ca nhiễm mới. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nói rằng số người tử vong và nhiễm bệnh trên thực tế tại Ấn Độ cao từ gấp 5 đến 10 lần so với số liệu được công bố chính thức hệ thống y tế Ấn Độ đang trên bờ vực sụp đổ dưới sức ép của làn sóng COVID-19 mới khi mà các bệnh viện cạn kiệt dưỡng bệnh, oxy y tế. Các nhà xác là hỏa táng quá tải, không thể xử lý hết số lượng thi thể, trong khi các dàn hỏa thiêu tạm thời được dựng lên trong các công viên hay bãi đậu xe. Mặc dù Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng nước này đang phải vật lộn để sản xuất đủ liều vaccine nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc thực hiện chương trình tiêm chủng vaccine toàn quốc, trong khi các chuyên gia y tế cho rằng đây là hy vọng duy nhất của Ấn Độ trong việc kiểm soát làn sóng COVID-19 thứ hai. Sẽ được chuyển sang tin tức khác. Nguy hiểm, hai quốc gia Đông Nam Á đối mặt nguy cơ bùng nổ ca nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, lệnh cấm đi lại ở Indonesia và Malaysia nhằm ngăn chặn người dân tham gia cuộc hành hương truyền thống trong dịp lễ S. có thể là chưa đủ để ngăn chặn những đợt siêu lây nhiễm giống như từng xảy ra ở Ấn Độ, các chuyên gia y tế nhận định. S. là lễ hội truyền thống của người Hồi giáo diễn ra trong ngày 13-14 tháng 5 năm nay. Hàng triệu người dân Indonesia tham gia cuộc hành hương quay về quê nhà, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan. Giới chức Indonesia cố gắng ngăn người dân hành hương bằng cách áp đặt lệnh cấm di chuyển 12 ngày trong và sau dịp lễ hội. Malaysia, lệnh cấm đi lại giữa các bang có hiệu lực tới một tháng sau lễ hội S. Lệnh phong tỏa một phần thủ đô Kuala Lumpur cũng có hiệu lực đến 20 tháng 5. Indonesia ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, trong khi số ca nhiễm ở Malaysia là khoảng một nửa con số này. Giới chức Indonesia bày tỏ sự thận trọng, lo ngại đợt dịch lây nhiễm thứ hai xảy ra vì sự xuất hiện của các biến chủng mới. Bản hành lệnh cấm đi lại trong giai đoạn lễ hội là điều không hề dễ dàng. 87% trong số 270 triệu người Indonesia là người Hồi giáo. Đối với những người sống ở các thành phố lớn, dịp lễ là cơ hội duy nhất để họ quay về thăm nhà. Ad là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của Indonesia. Năm 2019, 18 triệu người Indo đã tham gia lễ hành hương. Năm ngoái, lệnh cấm đi lại lần đầu tiên được áp đặt, nhưng rất nhiều người phớt lờ. Năm nay, người dân Indonesia được cho là tiếp tục tìm cách lách luật. Người dân được phép di chuyển hạn chế nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, có giấy tờ xác nhận mục đích di chuyển. Một đoạn video xuất hiện trên mạng Indo gần đây cho thấy cảnh một phụ nữ bật khóc xin sĩ quan cảnh sát ở tỉnh Bantan cho phép mình tiếp tục tới tỉnh Lampung trên đảo Sumatra. Người phụ nữ giải thích rằng cô bị mất việc, cũng không có tiền. Cảnh sát sau đó để cô qua. Theo một cuộc khảo sát gần đây, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia thông báo có 18 triệu người muốn hành hương trong dịp lễ S. Tuần trước, có 642.000 người đã khởi hành sớm bằng mọi phương tiện có thể, từ đường bộ, phà cho đến tàu hỏa, theo số liệu chính thức. Cảnh sát tăng cường tuần tra kiểm soát bằng cách huy động 155.000 người làm việc ở 333 chốt kiểm tra, giải rác từ Sumatra đến Bali. Năm ngoái lễ hội Eid khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Indonesia tăng 10 đến 20%. Tụ tập đông người như vậy rõ ràng chỉ càng khiến số ca nhiễm tăng mạnh. Tricky Budiman, nhà dịch tễ học tại Đại học Griffith ở Úc nói: "Có các ca biến chủng mới ở Indonesia cũng như khả năng những người từng bị nhiễm COVID-19 có thể bị tái nhiễm. Đó là lý do cuộc hành hương năm nay tiềm ẩn nhiều nguy hiểm", Budiman nói. Các biến chủng COVID-19 có từ nguồn gốc ở Ấn Độ, Nam Phi và Anh đều xuất hiện ở Indonesia và Malaysia. Hermawan Saputra, thành viên hiệp hội y tế công cộng ở Indonesia, cảnh báo số ca nhiễm tăng từ 30 đến 50%, khiến hệ thống y tế ở quốc gia này tê liệt. Malaysia cũng đang đối mặt tình cảnh tương tự như Indonesia. Các nhà dịch tễ học cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 hiện tại có thể tăng từ 30.000 lên 50.000 sau lễ hội Eid. Rất khó giám sát những cuộc tụ tập đông người ở khu vực thuộc sở hữu tư nhân hoặc vùng quê hẻo lánh trừ khi các cộng đồng địa phương chủ động ngăn chặn sự lây truyền của virus. Nhà dịch tễ học Tiến sĩ Marina Orman đến từ Đại học Putra Malaysia nói trên tờ The New Straits Times. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ tin tức 24h TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.